Chào mừng quý phụ huynh và các bé đến với Hava. Hôm nay, Hava sẽ hướng dẫn bố mẹ và các bé cách đăng nhập trên máy tính và bắt đầu khóa học của Hava Math nhé. Sau khi đăng ký thành công, mỗi phụ huynh sẽ nhận được một phong bì thư do Hava gửi về. Nội dung thư sẽ chứa thông tin về tài khoản, mã kích hoạt, hướng dẫn đăng nhập và số điện thoại trung tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, hôm nay Hava vẫn sẽ chia sẻ với bố mẹ về cách đăng nhập qua video để bố mẹ có thể hình dung rõ hơn về cách sử dụng và khai thác tối đa các chức năng cho bé học tốt nhất. Bước 1. Bố mẹ sử dụng trình duyệt có sẵn trên máy tính của mình và tìm kiếm Google từ khóa havamath.vn. Kết quả đầu tiên là đăng nhập havamath.vn. Bước 2. Điền tên đăng nhập và mật khẩu là số điện thoại bố mẹ đăng ký với Hava. Bước 3. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện của Hava Math sẽ hiển thị. Quý phụ huynh nhấn vào kích hoạt khóa học và nhập mã kích hoạt đã được cung cấp trong phong bì. Quý phụ huynh lưu ý, nhập mã kích hoạt gồm đủ 15 số và 2 dấu gạch ngang. Vậy là bố mẹ đã đăng nhập và kích hoạt thành công rồi. Ngay sau khi vào giao diện, bố mẹ đã thấy ngay khóa học của tôi. Đây chính là chương trình mà bố mẹ đã đăng ký cho bé. Để vào khóa học, bố mẹ ấn chọn khóa muốn học. Ở đây, bố mẹ sẽ theo dõi được nội dung khóa học của bé. Bố mẹ muốn xem bài học nào, chỉ cần nhấn vào tên bài học đó. Ngay dưới video bài học, có nút bài kiểm tra để bé tự thực hành. Như vậy, con sẽ nhớ bài lâu hơn và hiệu quả hơn. Giao diện bài tập của các bé rất thú vị, bố mẹ có thể học cùng các bé. Khi đã trả lời các câu hỏi, hệ thống sẽ chấm điểm và trả lời ngay kết quả. Thật tiện lợi phải không nào? Hava cung cấp hệ thống bài tập nâng cao, bài kiểm tra theo tuần, bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ tại phần thư viện. Quý phụ huynh nhấn vào phần thư viện, chọn lớp và môn muốn học, sau đó có thể tải tài liệu về một cách vô cùng dễ dàng. Một mục mà bố mẹ nào cũng quan tâm đó là học bạ online. Đây chính là kết quả học tập của bé. Và để xem học bạ, bố mẹ sẽ chọn ngay tài khoản, phần màu cam trên cùng của giao diện, sau đó chọn học bạ. Trong đây sẽ có một quá trình học tập, vậy nên bố mẹ có thể dễ dàng theo dõi xem con có học bài hay không, đồng thời theo dõi các thông tin về học lực và thành tích mà con đã đạt được. Tại đây, bố mẹ có thể vào phần hồ sơ cá nhân, thay đổi tên và thông tin của con. Hava chúc bố mẹ và các bé có thật nhiều trải nghiệm thú vị và thành tích cao khi học tập tại Hava Math nhé!